Mời cho các bạn xem nấu dọn nhà, thợ đang nấu dọn nhà rất là cẩn thận. Quá cẩn thận. Thấy mà nghiện hết rồi khóc kinh quá. Cho cái chổi lông gà ấy, cái chổi đấy mà ướt nó còn có vết. Không, em chỉ quay thôi. Lau là nó có vết. Em không ấy, em chỉ lau và em chỉ quay chứ em không lau. Thật, đừng có lau nó thành vết nó loang ra. Không, đây là xoáy này. Ừ. Đây là khua thôi chứ không lau. Xoáy. Cái giống nhà Trần này này
trên trần nâu, trên trần này này nâu đôi khi nó bết thêm bình thêm cho quấn thôi. Thế là cái này phải quấn thôi. Đây là chỉ quấn quấn nó chạm vào tường phát là có vết luôn. Đây là chỉ quấn này nó bị bụi, dùng cái lông gà phất 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 trần này. Bác nhìn này, úi dồi quá, áo mày ô kinh nghiệm. Nói thật là cái vụ này nhận hơn lô vốn. Lô vốn ấy. Thôi cũng không cần sạch lắm đâu, phiên phiến rồi. Ông chủ nhà bảo là cứ làm phiên phiến rồi. Ở mấy ngày. Cũng phải làm hết trách nhiệm đúng không? Ai lại làm ăn phiên phiến đến mai kia lại kêu là nó làm không ra gì. Đây lại còn có cái ở bên đấy nó nhìn hạt bụi còn khó, ít bụi lắm nó. Sang năm làm nhà cho vợ chồng nó vào đây ở. Kết xong mới dọn qua dằm hàng giếng. Đấy nhá, vòi nước lên mạnh nhưng mà trên nước rửa mặt mới lại tắm này sao bí thế không biết. Mấy cái nguồn cấp như thế nào, cấp nắp cái đấy, cái đợt nắp thế nào. Chắc là em nghĩ là cái nước này nó ngang này. Cái vòi bãi nhé, cái nước ở cái chỗ này nó ngang. Ngang thì tép nó bãi trên trời, trên cao. À, thế là cái áp suất của cái vòi nó yếu. Vòi nó ông, hả? Cái gì? Các em có gì để thay vòi à? Cái hình như cái thiết em thấy nó từ lâu rồi. Cái thiết bị này là thiết bị giảm áp. Cái thiết bị này lắp cho nhà cao tầng. Chưa? Thế mình lắp vào nhà thấp tầng là nó áp nó không đủ. Nó phải lắp vào cái nhà 5 6 tầng. Chưa đủ áp suất không? Ừ. Cho nên cái nhà cao tầng nó mới mua những cái đồ này nó
nó kêu xòe xòe, nó kêu mạnh lắm. Chúng mình đây áp vẫn thấp quá. Hoặc là thế chẳng nhẽ lắp, bảo lắp cái máy bơm tăng áp hôm lần trước anh em bảo, hay là lắp cái tăng áp. Nếu lắp tăng áp vào là kiểu như là một cái máy bơm vào đây. Còn bên kia thấy trước đây bọn nó cũng nhà căn nhà nó có cái máy bơm đấy. Thì nó lại bơm một tí lén khí để đẩy nước mạnh hơn sao? Nó gọi là bơm tăng áp đấy. Mà cái vòi đấy từ hồi lắp là nó yếu là sao đúng không anh? Cái vòi nó không đủ. Như có cảm giác trước thì nó còn mạnh hơn, bây giờ nghe thì yếu hơn. Thôi, nó tắt nước rồi. Đấy, đây nè, đâu đang nói chuyện cái này yếu hơn. Dạ. Đấy, yếu. Yếu mà. À, hơn này mạnh nhỉ? Kể cả cái vòi tắm này cũng yếu. Đấy, mạnh mạnh nhỉ. Cái vòi này bát xem này anh thay cái bát khác rồi, còn bát của nó đâu nhỉ? Bát của nó đâu? Đây, bát của nó đây này. Em này, bát này còn này của nó còn yếu hơn. Đấy các bạn xem một đôi anh em thợ đang lau nhà. Đến đây là hết. Xin chào các bạn.